50k. Cũng ngọt ngọt, xanh lá, dày lá, lớn lá. Mà nó có 50.000 nha cả nhà. Cho rất là tiết kiệm luôn nè. Hai cái chai này là 280, chúng ta xài được tới 10. Rồi, hai nắp. Ok ha cả nhà. Luôn còn tốt. Trên 50 đến 60 loại ha. Rồi trong đó có cúc có, dảo có. Và ngày hôm nay thì cũng qua được qua Tết rồi thì chúng ta cũng cần phải tỉa cành, con cành và tưới kích rễ, xịt bọt đọt lớn lá cho những cái cây mai này nha cả nhà. Rồi ôi đây nè, cả nhà nhìn nè. Đó, đây là những cái cây mai siêu vip của em nha. Củ rất là to, củ rất là bự luôn. Và cây này thì chúng ta cần phải tỉa cành như thế này nha cả nhà. Chứ chúng ta đừng có tiếc nha. Đó, nhiều khi thấy cây bông nhiều quá. Trời ơi, cắt vô vậy ổn quá, có chết không trời. Không bao giờ nha, chúng ta cần phải cắt, phải tỉa. Nếu mà không cắt, không tỉa thì cây nó càng suy hơn cả nhà. Ở đây cả nhà nhìn nè, mấy cây củ đế của em nè. Đó, đây cả nhà nhìn ha. Ôi, cái cây này cái củ quá trời củ luôn nè. Đó, quá trời củ luôn. Đó, tỉa cành và tỉa luôn những cái mắt lá như thế này luôn nha cả nhà. Đó, sau đó chúng ta tỉa, tụi em cũng đang làm thôi chứ cũng chưa làm xong nữa cả nhà. Đó, cây nào nè. Trời ơi nè, mấy cây này nè. Ôi, giả mang thì chứ. Này là mai giống của em không có nhà. À, hàng cúc rồi nè, cúc họ Hương rồi này kia đủ loại luôn á. Đó, rồi. À, bên đây thì ông chú em là chuyên qua chăm mai nè cả nhà. Đó, người ổng sẽ tưới chích rễ nha. Sau khi con thì chúng ta sẽ tưới chích rễ vào. Rồi chúng ta hướng dẫn cách pha luôn á coi. Đây. Rồi, à, cái bộ ba sản phẩm bên vườn mai nhà em. Đó. Đây siêu phục hồi, siêu ra rễ nha cả nhà. Ừ. Cái này thì bịch đỏ này là 3 muỗng nè. Cái bịch phong màu xanh này là 5 muỗng. Rồi, vô luôn đó qua. Rồi, 5 muỗng nha. Cái này 5 muỗng nha cả nhà. Cái này hồi nãy tưới còn ở bên kia này tụi em làm thêm vô luôn nè. Không sao hết nha, bởi vì cái thằng này là kích rễ. Cho nên là nó đậm xíu cũng không có vấn đề gì nha cả nhà. Rồi, đây, còn được còn luôn. Rồi, cái bịch đỏ này là 3 muỗng nha. Cái này cũng sẵn hướng dẫn cho quý cô chú anh chị mà mấy hôm nay đã ủng hộ cái bộ ba của em nha. Cái này ba luôn. À, chúng ta hãy coi cái cách sử dụng luôn nghe cả nhà. Đó, cái cách sử dụng và tưới như thế nào. Rồi, chúng ta cùng quậy lên luôn nha. Thì Út quậy là Út dùng tay luôn á cả nhà. Bởi vì cái hàng này là hồng phân hữu cơ không à, cho nên nó không độc hại gì đó. Nhưng mà coi chừng cái tay Út ra rễ với ra lông á nha Út. Tại vì nó là siêu kích rễ nha, siêu ra rễ đó. Coi chừng về nó dài hơn. Nó đen vậy luôn đó nè. Rồi, tưới luôn á bay. Đó. Rồi, cách tưới này. Đây là những cái cây mai siêu vip vườn em nha cả nhà. Tưới bắt cây cây xù. Không sợ không quên. Ôi cái cây gì mà xù. Cái này là xù giá me nè. Là xe giá lô á. Ôi cái giá me không nè, cái cây cũ đó nè cả nhà. Đó, tưới về nè, tưới ướt đợi đi. Từ dưới nè. Thì đang lên xù, xù giá me, xe giá lô út ha. Đó. Nó là lộn chết luôn. Ôi cây hoa hồng anh Tuấn nè, ra nụ uống luôn nè. Rồi đó. Rồi ok, tưới xong rồi chúng ta phần ở trên đây thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải xịt nè, giọt đọt nè, lớn lá nè, đâm chồi đẻ nhánh. Rồi, thêm bộ 2. Tiếp tục bên em sẽ có một bộ 2. Bộ 2 một bộ 3 nhỏ nha cả nhà. Đó, đây là chính là giọt đọt lớn lá 1/7. Rồi pha luôn đi Út ơi. Rồi, cái phần đó nếu mà chúng ta đây mỗi cái bình này là mỗi cái 2 nắp nha cả nhà. Còn nếu mà chúng ta có mai ít á thì chúng ta xài cái bộ 50k. Cũng ngọt ngọt, xanh lá, dày lá, lớn lá. Mà nó có 50.000 nha cả nhà. Nó tới 3 bịch lận. Còn bịch nó đâu không biết. Rồi hiếm bịch ở đây 3 bịch lận cả nhà. Đó. Nó cũng giúp giọt đọt, xanh lá, dày lá nha. Rồi, bộ 2 này chúng ta pha cho rất là tiết kiệm luôn nè. Hai cái chai này là 280, chúng ta xài được tới mười mấy bình, 16 lít nước luôn. Rồi mỗi một cái là 2 nắp. Rồi. Đây cái hai nắp đây. Một nè. Hai nè. Hai nè. Rồi, một nè. Rồi, hai nắp. Ok ha cả nhà. Rồi, chúng ta vào xịt nha. Đây là những cái ông chú
nào xịt cái bộ vô bọt đọt này ha. À, xịt vô đều hết nha. Ô, để mình ướt cây lại. À, vô đều cho ướt cây hết luôn nha cả nhà ơi. Đó, sau đó khi nào mà nó lên mầm nhỏ nhỏ thì chúng ta phải canh xịt sâu. Và một tuần thì chúng ta sẽ xịt một lần nha. Một tuần cho đến 10 ngày chúng ta sẽ xịt một lần. À, đây là một cái vườn siêu vip của nhà em nha cả nhà. Trời, quay ổng xịt kìa. Hôm nay con xịt cho. Nè, con cầm con xịt cho. Rồi để em xịt cho cả nhà xem nha cả nhà. Rồi Khang xích ra chị em biết rồi. Cả nhà nhìn thấy nha, mình qua ướt đều cây hết nha cả nhà. Ướt đều cây luôn. Mà là vua giọt đậu, vua lớn lá nè. Đó, rồi đi Úc ơi, đi Úc ơi. Nhà dài qua đây Úc ơi. Trời ơi, cái cây này nó có cục xù da mèo không? Đang lên xù thiệt. Cái này đang lên xù cả nhà ơi. Rồi, đó, ướt cây, ướt thân, ướt chỗ nào ướt đi cho nó giọt đậu, nó lớn lá thôi nha cả nhà. Trời ơi, cái này nó xù lên nữa rồi. Rồi, à, cơ bản là như vậy nha. Rồi à, ai thích cái loại nào, ai cần có nhu cầu cái loại nào thì cứ alo cho chú chè nha cả nhà. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.